Xin chào mọi người, chào các anh chị. Hôm nay thì Tuyết xin làm một cái video để hướng dẫn mọi người cái cách tạo dãy số ngẫu nhiên á. Khi mà các anh chị đang thì rèn luyện nhớ số ngẫu nhiên thì chúng ta sẽ mất rất là nhiều thời gian để chúng ta có thể ghi chép những cái số ngẫu nhiên á, và để chúng ta có thể là chuẩn bị các cái dãy số ngẫu nhiên nó nhanh thì hôm nay tôi sẽ hướng dẫn cho mọi người cái cách để chúng ta tạo cái dãy số ngẫu nhiên trên cái trang Excel ha. Sau đây thì những người mà chúng ta sử dụng máy tính ý, chúng ta dễ dàng tạo được các cái dãy số ngẫu nhiên trên Excel, và sau đó thì mình chuyển sang cái trang Boy, bởi vì máy tính nào chúng ta cũng đều có các cái trang này nhá. Bây giờ thì mời mọi người chúng ta cùng theo dõi cái màn hình. Đây, khi mọi người mở cái trang Excel ra thì chúng ta sẽ có một cái trang Excel như thế này. Đó, để chúng ta tạo được cái dãy số ngẫu nhiên ấy thì chúng ta sẽ bấm vào cái ô đầu tiên và chúng ta phải tạo một cái hàm công thức. Dãy số ngẫu nhiên của chúng ta sẽ là bằng lender best when. Đây, chúng ta bấm cái là nó ra luôn nè. Cái hàm là bằng land the best when, best win á. Mình đọc tiếng Anh nó không được hay, nó không được chuẩn. Đó. Và có mở ngoặc nè. Từ 0, từ 0,99. Rồi đóng ngoặc lại. Đó, là mình tạo được một cái công thức ở đấy. Ok, số 44 nè. Bây giờ chúng ta muốn có nhiều số thì chúng ta hãy bấm vào cái số 44 này, sau đó thì có một cái chấm ở bên dưới cái số 44 ấy thì mình lấy con chuột nha, mình sẽ nhấn vào đó và mình kéo, đây kéo là đó, là mình được 2 4 6 8 10 12 14 16 18. 18 số ngẫu nhiên rồi, muốn thêm một số nữa nè, 20. Đó. Bây giờ chúng ta muốn tạo nhiều hơn thì chúng ta hãy bồi hết một cái hàng đó lên. Sau đó mình kéo này, mình tiếp tục mình kéo xuống. Kéo xuống tới hàng số 10 luôn. Đó, là mình đã được một cái dãy số ngẫu nhiên rất là nhiều luôn. Nào. 2, 10, 4, 10, 6, 10, 8, 10, 100, 102, 104, 106, 108, 200. Đây là 200 số ngẫu nhiên. Là để chúng ta có thể dễ dàng chúng ta rèn luyện, mất không mất thời gian để chúng ta phải nghĩ và ghi chép nữa nha, rất là thuận lợi ha. Và sau khi chúng ta đã là tạo được cái dãy số ngẫu nhiên rồi thì mọi người chúng ta rèn luyện ấy thì chúng ta đừng có bấm vào các cái con số này nữa nha, là mình bấm vào mình click vào một cái nữa thì nó có thể là nó bị chuyển đổi đi đấy, nó chuyển đây này đó, rồi mình bấm này, bấm vào kéo một cái thì có khi nó cũng bị thay đổi. Ví dụ thế. Rồi. Và để cho nó không bị thay đổi các cái dãy số mà mình đã lọc được rồi ấy thì mọi người chúng ta sẽ chụp hình bằng màn hình lại. Sau đó thì mọi người chuyển sang cái trang Byboy ấy. Bài boy bét boy gì đó để chúng ta rèn luyện ha. Thì bây giờ chúng ta hãy chụp hình cái màn hình mà mình đã tạo này lại. Để chụp hình bằng màn hình máy tính thì mọi người hãy lên Google đánh là cách chụp hình màn hình máy tính thì nó sẽ ra ha. Đó. Tuyết chụp hình rồi, bây giờ thì Tuyết sẽ dán nó vào cái trang bét boy. Đây, bét boy đây. Đây. Đây, ví dụ như là Tuyết muốn sử dụng cái dãy lúc nãy ấy, thì Tuyết sẽ dán vào cái trang bad boy này. Nãy Tuyết chụp hình rồi đây, bây giờ Tuyết dán này. Đó. Dán vào đó, bây giờ thì để cắt nó đi ha. Cắt nó đi cho nó gọn gàng lại. Để mình rèn luyện. Đó. Đó. Rồi, mình đã được một cái dãy số ngẫu nhiên. Đó, bây giờ thì chúng ta lưu lại và cứ thế là rèn luyện thôi.
Và trong quá trình rèn luyện ấy thì nếu như mà bạn nào mà chúng ta có cái phần bad boy, cái máy tính của mình cài cái Win 16 ấy, thì chúng ta có thể là quay video luôn trên cái bad boy. Đó thì cái phần quay video luôn trên bad boy ấy, thì là mình sẽ hướng dẫn cho mọi người sau ha. Hôm nay mình chỉ hướng dẫn cho mọi người cách chúng ta tạo một cái dãy số ngẫu nhiên trên Excel thôi để mình rèn luyện cho nó nhanh nhá. Rồi, cảm ơn mọi người, chúc mọi người có thể là lập được một cái dãy số ngẫu nhiên nhanh nhất để rèn luyện. 500 số ngẫu nhiên thật là tốt. Xin chào và hẹn gặp lại.